Vâng, 3 tỷ đồng đây các bác nhà mình ơi, 3 tỷ đồng. Nhưng bây giờ giá thực sự các bác là rẻ như trò các bác ạ, rẻ như trò luôn rồi, khấu hao hết rồi. 3 tỷ bây giờ bán chỉ gần bằng như chỉ còn bằng 1/3 so với lúc các bác chủ cũ mới mua thôi các bác ạ. Vâng, thì trước mắt các bác, em Khương xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Mac GLC 300, phiên bản cao cấp nhất cũng là bản đắt nhất của GLC. Đấy, lúc mới mua là các bác lăn bánh là 3 tỷ, thậm chí có lúc mà nó còn hơn 3 tỷ các bác ạ. Nhưng thôi em cứ tính tròn 3 tỷ các bác nhé, cho nó dễ. Vâng, thì một chiếc xe mà 2018 các bác nhé, 2018. Con này của em 2018 thì nó đã là hộp số 9 cấp rồi, và kính nó đã lên thế hệ mới, kính 3 lớp, rồi là nói chung là rất là nhiều những cái mà công nghệ hiện đại các bác ạ. Rồi là C300. Đấy, một chiếc xe bản full kịch lóc luôn. Đấy. Con này thì các bác đi nó êm, nó mượt, nó sướng. Đấy. Đấy, cái màu này màu rất là đẹp các bác này. Cái màu này màu lâu, nó không phải màu lâu các bác nhá. Đấy, nó có cả màu của titan. Màu rất là sạch luôn các bác ạ. Màu rất là sạch luôn các bác nhá. À, vâng, thực sự các bác là bây giờ các bác mua Camry mới cũng 1,5 tỷ mất rồi, đúng không ạ? Đấy, mà vẫn còn khấu hao, các bác đi vài năm là các bác cũng lỗ rất là nhiều. Đấy, nhưng con này các bác đi là các bác trải nghiệm là không lo mà lỗ hết rồi. Đấy, bác nào mà thích gầm cao thì thực sự các bác là con này nó là hết lút luôn rồi. Chỉ ngang với lại một chiếc xe phân khúc dạng như là Mazda CX-5 hay là Tucson mới thôi. Đấy các bác nhá. Đấy, nhưng mà đây các bác là GLC Mac, nó là đẳng cấp các bác ạ. Nó là đẳng cấp, nó sướng. Đấy, và cái quan trọng là khấu hao nó hết rồi các bác nhé. Quan trọng khấu hao nó hết rồi. Xe này thì em Khương cũng mua được của một bác là một bác sĩ. Đấy, một bác sĩ cũng rất là có tiếng. Đấy, em mua ở một bác sĩ. Bác đi rất là giữ gìn cẩn thận, rất là mới các bác nhé. Một chiếc xe chỉ chạy được có mấy vạn thôi. Đấy, đi được 2018 cũng vài năm. Đấy, 2019, 20, 21 là Covid rồi. Đấy, đi được có vài năm, tính sơ sơ là em tính sơ sơ thế đi được có mấy năm, 3-4 năm, mất toi 2 tỷ. Đấy, mất toi 2 tỷ. Nên là thực sự các bác là những cái chiếc xe mà sang cái thời điểm mà khấu hao hết rồi. Đấy, là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bác thích trải nghiệm luôn các bác ạ. Và thực sự các bác là cái tầm này nó là hết lút rồi các bác ạ. Tất cả mọi cái nội thất, mọi cái như mới luôn. Đấy, chìa khóa, chìa yếc là zin theo xe là vẫn còn một đôi như từ lúc đầu luôn các bác nhé. Tất cả mọi cái đều rất là mới, từ da riết rồi tất cả các nút, các phím, rồi là đây các bác nhìn đây. Đấy, một chiếc xe. Đấy, ghế lái, ghế yếc này như mới luôn các bác nhé. Ghế lái, ghế yếc như mới. Nói chung chiếc xe này em xin phép là dùng là nó còn mới đến 99,9% mất các bác nhé. 99%. Chìa khóa vẫn còn một đôi các bác nhé. Đây, một đôi zin theo xe là vẫn còn nguyên các bác nhé. Một đôi zin theo xe vẫn còn nguyên. Đấy, con này nó cũng chạy được 7,7 vạn các bác ạ. 7,7 vạn. Vô lăng viết là nói chung là mới đét đèn đẹp luôn các bác nhé. Mới đét đèn đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà đang thích gầm cao mà định mua xe mới thì thật sự các bác là trải nghiệm Mẹc thì nó là hết lút rồi. Đấy. Còn đâu bác nào mà định mua Mẹc mới thì thật sự các bác là các bác gặp con này thì cái khấu hào nó hết rồi. Các bác chơi chán chê mê mỏi, các bác cũng chả còn lỗ bao nhiêu nữa các bác nhé. Không lỗ bằng một chiếc xe bây giờ. Em nói đơn giản như ví dụ như con này, em so sánh phân khúc thì trên Camry rồi các bác nhé, nhưng em so sánh ngang với Camry. Đấy, Camry các bác mua mới nó cũng tầm 1,5 tỷ rồi đúng không ạ. Đấy, các bác đi vài năm các bác cũng lỗ 5-600. Nhưng mà con này các bác đi chán chê mê mỏi các bác cũng chả lỗ như thế, tại vì là các bác bảo mua mới người ta mua 3 tỷ đồng. Đấy, bây giờ thì khấu hao nó hết rồi. Xe, những cái xe Mẹc này chỉ sợ nhất là các bác mà mua lúc đầu thôi. Đấy, thì khấu hao nó rất là lớn. Đấy, như con này các bác đăng ký, các bác mua, các bác đăng ký, các bác mất mấy trăm triệu rồi. Đấy, nên là đọc cái tiền đấy là nó đã lỗ rồi các bác nhé. Đấy, đọc cái tiền đó là các bác đã lỗ rồi. Con này thân vỏ nó đẹp lắm. Tất cả các cái là nhiều cái là ni lông còn chưa bóc các bác nhé. Đây, ni lông còn chưa bóc luôn. Ni lông còn chưa bóc. Nội thất, tất cả các cái mới tinh luôn.
mới tinh luôn. Các chi tiết mới tinh các bác. Lắp hết các đồ chơi đồ chiếc rồi. Đồ chơi đồ chiếc đầy đủ hết luôn rồi. Mọi cái đều rất là mới, từ cái nước sơn nước yết của nó, đèn thì như mới tinh rồi. Đây các bác này. Đấy. Các bác chơi con này thì nó là hết bài rồi. Thân vỏ thì nó là quá đẹp luôn. Đây, các bác nhìn này. Màu rất là sang các bác. Đèn đóm tất cả các cái. Nói chung con này thì các bác cứ hình dung xe mới như thế nào thì cái con này nó cũng gần như là vậy thôi các bác nhé. Nó gần như là vậy thôi. Còn cái dòng GLC này thì nó là nó là một trong những cái dòng mà gầm cao mà bán rất là chạy của Mercedes rồi. Con gầm GLC 300 này. Đấy. Cam 360 độ, rồi là cảm biến xung quanh xe, rồi là nói chung là nó rất là nhiều những cái tính năng an toàn. Con này là 2018 thì nó đã sang, con này của em sản xuất 2018 thì nó đã sang thế hệ máy mới, hộp có hộp số 9 cấp rồi các bác nhé. Chứ nếu mà 2017 đổ lại là các bác cũng chỉ ăn hộp số 7 cấp thôi các bác nhé. Nhưng con này là hộp số 9 cấp và đăng kiểm rất là dài luôn các bác nhé. Này, đăng kiểm rất là dài. Cam 360 độ. Ghế tất cả các cái nội thất thì nó là như mới rồi. Các bác cứ hình dung cái ghế mới như nào thì con này của em nó cũng là vậy thôi các bác nhé. Tất cả mọi cái đều rất là mới. Mọi cái rất là mới luôn. Táp ly, táp miếc rồi là nói chung là cái xe nó đẹp thì nó sẽ đẹp rất là đều các bác ạ, tổng thành. Từ những cái chi tiết con ốc, con ác, những cái nước sơn. Đây, các bác nhìn này. Nước sơn, nước yết bên trong. Xuất sắc luôn các bác nhé. Đây. Là bùm master này. Đấy. Các chi tiết này. Đó. Đây, các bác nhìn này. Nội thất rất mới các bác nhé. Nội thất con này rất mới luôn. Xe bác sĩ các bác ạ. Bác sĩ thì các bác biết rồi, làm những các bác làm trong nhà nước thì thật sự các bác là cái xe mua thì gần như là mua cho nó có thôi, đi từ nhà đến cơ quan thôi thì cũng chả xi nhê gì đúng không ạ. Các bác làm trong nhà nước thì luôn luôn rất là bận rồi, chả có thời gian đâu mà đi hay đi chơi cả. Tất cả mọi cái nội thất đều rất mới. Bác nào mà thích GLC mà đặc biệt là GLC 300 thì GLC 300 thì nó là hết bài và hết lút rồi. Đấy, và thật sự các bác là sợ bác nào mà không có điều kiện thôi thì phải chịu thôi. Chứ còn các bác mà có điều kiện thì các bác chơi con GLC 300 thì nó là hết lắc rồi. Tại vì là nó là full option. Đấy. Lúc mới thì là nó đắt thôi, ít người dám chơi. Còn nếu mà các bác chơi xe cũ là các bác phải chơi bản full. Đấy. GLC 200 rồi là GLC 250 thì nó là thiếu option. Đấy, nó không thể nào đủ được. Đấy, nhưng mà các bác chơi GLC 300 thì nó là full option, đầy đủ tất cả mọi cái, những cái công nghệ hiện đại nó đều được tích hợp hết các bác nhé. Đấy. LED như soli các bác nhé. Từ cái nước sơn, thân vỏ nó đều rất là đẹp luôn. Những cái dòng này em mua là toàn phải mua xe đẹp hết các bác, phải xe xuất sắc em mới mua. Nó đẹp từ những cái chi tiết nhỏ nhất các bác nhé, từ những cái chi tiết tiểu tiết nhỏ nhất nó rất là mới, nó đẹp luôn. Nước sơn nước yết nó căng đét luôn, nội thất như mới các bác ạ. Già này. Nội thất như mới, hàng ghế sau gần như là không có người ngồi, nó rất là mới các bác nhé. Các chi tiết nhỏ trần chiếc con này nói chung là phiên cách nhiệt rồi là mọi cái là bác chủ là dán hết rồi. Các bác nhìn cái nước sơn nó đẹp này mà các bác, cái xe nó mới các bác ạ. Các bác mua xe cũ mà gặp được những chiếc xe như này thực sự các bác là nó rất là ít các bác, rất là ít. Nó đẹp, nó đẹp không khác gì mới, mà giá trị các bác mua lại chỉ bằng một phần, gần như bằng 1/3, thì thực sự các bác là
nó là một cái lãi rất là to rồi. Các bác bảo là đi chục năm cơ thì mất như thế, nhưng mà đây như thế này đi được có vài năm các bác ạ. Vài năm. Đấy, cũng mất 1/3 rồi. Đây, sơ sơ là mất 1/3 các bác nhé. Đấy, sơ sơ đã mất 1/3 rồi. Thì theo các bác nó có đáng để mua không? Đáng để trải nghiệm không ạ? Đấy. Và đáng mua hay đáng để trải nghiệm thì lại phải là dành cho các bác. Nói chung là cũng phải là có tiền đẳng cấp rồi. Đấy, các bác nhé. Tất cả mọi cái này, các bác nhìn này. Cabo, cabel, tất cả mọi cái mới tinh luôn. Từ những cái thảm, cái thiết của nó mới tinh luôn. Đó. Máy móc tất cả các cái nó là led như Sony luôn rồi. Úi xổ ôi. Cái máy nó như thế này khác gì mới đâu các bác. Khác gì các bác mua một chiếc xe ở trong hãng đâu. Này các bác nhìn này. Cái xe của nó này. Các dây dợ này, các chi tiết này. Mới tinh 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 luôn các bác nhé. Mới tinh tinh tinh. Tem mác tất cả mọi cái. Con này thì nó chỉ kém mỗi cái xe mà xuất xưởng ở trong hãng thôi, là ở trong hãng thôi. Con này nó bên ngoài thôi các bác. Nói chung xe cũ mà giữ như này thì nói chung là cũng rất là ok rồi các bác nhé. Xe cũ mà giữ được như này thì nó là tuyệt vời rồi. Cái quan trọng là khấu hao nó rất là lớn rồi các bác ạ. Khấu hao con này thì nó là quá lớn rồi. Các bác bảo mua 3 tỷ đồng các bác nhé. Mua 3 tỷ đồng mà bây giờ là 2018. 3 tỷ đồng 2018 mà bây giờ 2024 đấy. Lỗ toi sơ sơ là 2 tỷ các bác nhé. Sơ sơ 2 tỷ. Đấy. Mở cái xe nó lại còn rất là chất và đẹp các bác nhé. Xe còn rất là chất và đẹp. Đấy. Thì các bác trải nghiệm là rất là ok rồi các bác ạ. Không có gì hơn nó nữa rồi. Màu đẹp, form dáng đẹp, xe mới, màu rất là đẹp luôn các bác nhé. Sản xuất 2018 các bác nhé. Bác nào mà hôm vừa rồi mua hụt GLC 300 của em đấy, thì các bác có thể tham khảo chiếc xe này các bác nhé. Các bác nhà mình có thể tham khảo chiếc xe này, nó là xuất sắc luôn các bác ạ. Từ thân vỏ, từ máy móc, rồi là từ nội thất các bác nhé, đều rất là mới. Nói chung các bác đã đi mà đi GLC 300 thì nó là hết lút rồi, không có gì để phải bàn cãi rồi. Vâng, thì bác nào mà quan tâm yêu thích thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 11 9999 các bác nhé, để được biết thêm thông tin chi tiết. Tội gì về như này thì tội gì phải đi Camry đúng không các bác? Các bác chơi con này chưa bằng tiền một con Camry, vẫn còn kém mấy trăm nữa mới bằng con Camry. Mà đi lại sướng, lại đẳng cấp, phân khúc cao hơn mà xe lại rất là mới. Mà bán đi cũng không lỗ như vậy các bác ạ. Vâng, thì bác nào quan tâm thì alo cho em các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.